Xin chào mọi người. Hôm nay bà Sai con đường xin giao lưu với mọi người một mẫu trầu mới, đó là mẫu trầu là vỏ cong đá. Người ta gọi là vỏ cong gôi núi. Đây, mẫu trầu này rất là mạnh mẽ. Thể hiện sự một gọi là một sự vững chãi khi chúng ta lên cây. Mẫu trầu này thì lên được một cây, đó là cây dòng bay và cây dòng đổ thì khá đẹp ý. Mẫu trầu nhìn rất là mạnh mẽ và lực. Và mình xin quay một vòng rồi đo kích thước cùng với mọi người để mọi người cùng tham khảo mẫu trầu này. Mẫu trầu này cao 32, rồng chân là 24, miệng trầu là 20, lòng trầu khá sâu, 32 đó, 33. Từ chân lên tới đỉnh đầu là đỉnh đầu của vỏ cong, ông vỏ cong này thì là 26. Trầu bằng miếng ngọc xanh này, mình rất thích lời miếng ngọc này, nó rất là đẹp. Lòng trầu khá sâu ấy. Trầu cũng có thể chứa rất nhiều đất, nhưng chúng ta có thể tiền trong cây đi cho mình. Và mình xin giao lưu với anh em là mẫu trầu này là giá là 350k. Còn bên mình thì chuyện anh em khi nhận hàng thì chuyện đổ vỡ thì cứ liên hệ kiểm tra khi ship giao hàng tới và liên hệ trực tiếp với mình nhé, mình giải quyết hết. Anh em cứ yên tâm khi mua hàng ở quan điểm bonsai, cần thì gọi trực tiếp vào số không điện thoại là 0932 56 56 85. Mình xin chân thành cảm ơn.